Hôm nay chúng ta học một câu kinh văn tiếp theo. Gọi người lớn chớ gọi tên. Ngày xưa chúng ta thì nó có danh và có tự. Danh tính là tên ấy. Tức là cái tên của chúng ta là tên mà khi cha mẹ sinh ra đặt cho chúng ta một cái tên. Ví dụ như thầy là tên là Huy chẳng hạn. Đấy gọi là danh. Thế nếu như mà sau này đi học, bạn bè lại cho một cái tên khác, hoặc là mình có một cái tên khác, ví dụ như thầy có tên là Phúc Hoàng, là pháp danh, có một cái tên khác bạn bè đặt cho nữa, người thân đặt cho mình, không phải cha mẹ đặt cho, thì gọi là tự. Danh và tự nó khác nhau thế. Thế và các con biết không, khi mà đi học, trưởng thành đi ra ngoài thì người ta sẽ gọi mình bằng cái tự chứ không gọi bằng tên. Ví dụ như thầy là thầy Phúc Hoàng. Ở trên lớp là thầy Phúc Hoàng. Ví dụ như thế. Nhưng người xưa là sẽ gọi bằng tự chứ không gọi bằng tên. Gọi bằng tên chỉ có hai người được gọi là thầy cô giáo và cha mẹ. Là được gọi bằng cái tên của mình. Ngoài ra còn một người được gọi nữa là ngày xưa là còn có vua gọi. Nhưng mà các con biết không, khi mà vua mà gọi cái tên của người đó ra thì người đó phải phạm tội gì đó thì người ta mới bị gọi tên. Còn không là chỉ gọi bằng tự thôi. Tự gọi tự là với một cái thái độ rất là cung kính, tôn trọng cái người mà mình gọi. Cho nên mới có cái câu là gọi người lớn chớ gọi tên. Đối với bạn bè cùng trang lứa, thậm chí là đối với người trên mình, người ta còn không gọi tên mình ra. Ngày xưa là như thế. Huống hồ là chúng ta là người nhỏ mà chúng ta lại gọi tên của họ ra, thì như vậy là thành cái thái độ rất là bất kính, không có cung kính. Cho nên người xưa là không có gọi tên mà chỉ gọi tự thôi. Gọi cái pháp danh hoặc gọi cái tên tự, một cái tên gì đó mà không phải tên cha mẹ đặt ra. Cái này thì không phải là những ngày xưa mới có, mà hiện tại các con biết không, hiện tại thì một số nơi vẫn còn giữ được cái nề nếp này này. Để nói ví dụ như là khi mà chúng ta còn trẻ có một cái tên, nhưng mà khi mà lấy vợ lấy chồng rồi, sinh con rồi thì người ta không gọi cái tên của cái người đó nữa mà lại gọi cái tên của con người ta. Ví dụ như thầy sinh ra chị Xuân Mai thì mọi người sẽ gọi là anh Mai, hoặc là chú Mai, hoặc là bố Mai, chứ không gọi là anh Huy, chú Huy, bố Huy, người ta không gọi thế. Người ta gọi là anh Mai ơi, hoặc là bác Mai ơi. Một số nơi còn vẫn còn giữ được cái cách gọi này. Rồi già rồi thì người ta gọi là ông Mai ơi. Có nơi thì không gọi là ông Mai nữa mà là gọi, ví dụ như là gọi người vợ mà lấy chồng á, là mất luôn cả tên. Người ta chỉ gọi cái tên bà vợ là tên của ông chồng. Ví dụ như là không gọi cô Hồng nhà thầy là cô Hồng nữa mà gọi là cô Huy, bà Huy. Cho nên mới có cái câu chuyện vui là ngày bé lại cứ tưởng là hai ông bà cùng tên nhau lấy nhau. Sao mà cái làng này nhiều người hai vợ chồng trùng tên nhau thế? Không phải. Vợ lấy chồng là mất tên. Mất tên của vợ gọi tên chồng. Thật ra cái cách xưng hô này nó đều biểu lộ ở một cái điều, đó là cung kính lễ độ với người. Ý nghĩa là như thế. Tức là cái phương thức gọi thì có thể khác nhau. Và thời gian xưa và nay thì có thể là nó có một chút thay đổi. Nhưng mà cái ý nghĩa chính của nó là không thay đổi. Đó chính là cung kính lễ phép đối với người khi chúng ta xưng hô. Thầy nói bây giờ không gọi danh, không gọi tên. Thì bây giờ chúng ta vẫn gọi tên. Ví dụ như là chúng ta vẫn gọi ai đó là cái tên của họ. Nhưng mà ví dụ như là các con gọi thì phải thêm chú, bác, cô gì ở đằng trước. Ví dụ như là
chú Hùng ơi, cô Hoa ơi, đúng không nào? Chứ không, mình không gọi trực tiếp là Hoa ơi, Hùng ơi. Đó là chính là gì? Đó chính là không trực tiếp gọi tên của họ mà phải gọi cái địa vị của họ ở đằng trước. Ví dụ như là chú thì mình phải có chú, bác thì mình phải có bác ở đằng trước, chứ không trực tiếp gọi tên của họ. Không như nước ngoài là Peter rồi là cái gì đấy, Samsung, Toshiba gì đấy, không phải gọi trực tiếp tên của họ thế, không? Mà mình phải có chú, bác, cô gì ở đằng trước à, để mình gọi. Đó là gì? Biểu lộ cái thái, biểu hiện cái thái độ cung kính, lễ phép của mình đối với người khi chúng ta gọi, gọi tên của người. Ý nghĩa của nó chỉ là thế thôi. Gọi ai cũng vậy, chúng ta cũng phải có cái thái độ cung kính, lễ phép. Thế gần đây thì thầy cảm nhận rất rõ cái chỗ này. Thầy vẫn nói với các bạn mấy lần rồi đấy. Lưu số điện thoại của mình cũng phải lưu cái tên, cái danh của họ. Ví dụ như là thầy cô thì mình lưu là thầy, là cô à, để mình sửa. Thế mà khi mà mình nhìn vào là tự nhiên mình, cái tâm mình nó khởi lên cái sự cung kính đối với cái người mà mình muốn gọi. Mình sửa mình, thế khi mình sửa mình thì đôi khi lại vô hình, trong vô hình lại ảnh hưởng tới người khác. Ví dụ có đôi khi mà thầy phải chụp ảnh màn hình cái gì đó để gửi cho người nọ người kia, thì nó hiện cái chữ thầy ở trên đó, thì người ta biết là mình lưu trong điện thoại của mình là như thế. Cho nên từ rất lâu rồi thì rất nhiều người cứ gọi, tức là trong cơ quan đoàn thể thì mọi người sẽ gọi mình là thầy Huy ơi, chứ không gọi là Huy ơi nữa. À, cái này rất hay. Thế có một cái là thầy thấy là không có ai gọi tao mày hết, mà chỉ gọi là thầy cô thôi. Tự nhiên là họ cứ thay đổi, các thầy cô cứ thay đổi gọi thế. Thế nó thành một cái phong khí rất là, nói là rất là lịch sự, rất hay. Khi mà nói chuyện với nhau là cứ thầy ăn cơm chưa, là tôi vẫn chưa. Thế khi mà nói chuyện với thầy thì nhắn tin cho các thầy thì mình cũng kính thưa thầy, kính thưa cô à, rồi cũng dạ, cũng vâng, rồi cũng không thiếu được chữ ạ đằng sau, đúng không? Thế thì tự nhiên là mình sẽ thay đổi cái phong khí xung quanh, cái mọi người không có mày tao chi tớ nữa. Ê, thầy hỏi chị Xuân Mai bảo con đi học các bạn xưng hô thế nào. Chị Xuân Mai bảo có bạn thì là xưng hô là tớ với cậu, bạn với tớ. Rồi có người thì lại xưng hô bà với tôi, có người thì xưng hô là tao với mày. Và vậy thì người ta bà với tôi, tao với mày, thì con phải xưng hô như thế nào? Chị bảo là con vẫn là bạn với tớ, à, vẫn cậu với tớ. Tức là người ta, dù người ta có xưng hô với mình thế nào đi chăng nữa, thì mình vẫn giữ một cái thái độ, đó là mình đã học tập rồi, mình cứ cậu tớ, à, bạn với tớ, cứ thế thôi. Người ta mày tao với mình cứ bạn với tớ với họ. Thì các con có tin không? Họ gọi mãi là họ thấy ngại, họ sẽ sửa. Chắc chắn là như thế. Họ sẽ ngại. Mày ăn cơm chưa? Bảo tớ ăn cơm rồi. Mày ăn cái gì đấy? Bảo tớ ăn cái này cái kia đấy. Thì mình nói thế, cứ xưng với tớ với cậu với người ta, mình cứ lịch sự, đúng không nào? Mình cứ lịch sự, còn người ta thái độ thế nào mặc người ta. Thì dần dần chúng ta sẽ thay đổi được cái phong khí xung quanh chúng ta, phong khí xã hội cũng từ đó mà thay đổi. Cho nên các con xem, cái lời nói ra rất quan trọng. Khi mình, nhất là mình gọi người ta, thầy nói đáng nhẽ cái việc này mình nói một câu là nó thành công, nhưng mà chúng ta mở miệng ra nói mày giúp tao cái này một cái, và tao không rảnh, đi ra chỗ khác. Đúng không các con? À, bảo là bạn ơi, bạn có rảnh không ạ? Tớ nhờ bạn một chút ạ. Ôi giời, khác ngay. Khác ngay luôn. Và được, bạn nhờ cái gì cũng được, nhờ 100 việc cũng được, tớ làm hết. Mày có rảnh không?
sang đây tao bảo cái này một cái, thế là xong rồi, thất bại luôn, người ta sẽ không giúp chúng ta đâu. Cho nên chúng ta mở miệng ra nói thì chúng ta cũng phải học tập là như thế. Cái gọi người lớn chớ gọi tên, không chỉ là mỗi cái tên của họ không, mà bất cứ cái lời nói nào của chúng ta nói ra nó cũng phải có chủ ngữ, vị ngữ, không được nói trống không, phải có chữ ạ đằng sau, phải thật là lễ phép cung kính. Các con cũng đừng có sợ người ta cho rằng là mình ngoan quá, mình sợ người ta hay là mình thế này thế khác. Đừng có sợ, đừng có sợ như vậy. Sợ như vậy là chúng ta đã bị lệch lạc, hiểu nhầm mất rồi. Bởi vì Thánh Hiền dạy chúng ta là đúng người nhân, người kính sợ. Người ta sợ là người ta sợ cái người nhân đức, lễ nghĩa, cung kính, lễ độ. Chứ không phải là người ta sợ là do mình ăn nói bố bã là người ta sợ. Không phải thế. Cho nên trong từ cái lời nói của chúng ta, nó dẫn dắt cái hành vi ngôn ngữ của chúng ta. Thực sự cái suy nghĩ của chúng ta, nó cái tư tưởng của chúng ta, nó dẫn dắt cái ngôn ngữ của chúng ta rất là lớn. Cho nên chúng ta phải thay đổi về suy nghĩ, về tư tưởng, thay đổi khí chất là như thế. Chúng ta phải hiểu lý để chúng ta thay đổi dạng ngôn ngữ của chúng ta, thay đổi hành vi của chúng ta. Thì hôm nay thầy Phúc Hoàng dừng ở đây nha. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.